Bên Nhau Trọn Đời là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn, xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Xanh. Họ yêu nhau từ những năm tháng đại học, thật sự là rất yêu nhau. Nhưng thế sự vốn vô thường, họ bị đưa vào cuộc chia ly sắp đặt trước mà bản thân không hề hay biết. Sau 7 năm, Triệu Mặc Xanh bị bố đưa qua Mỹ. Còn Hà Dĩ Thâm, sau khi vô vọng tìm kiếm cô, bản thân anh cũng chọn cách chạy trốn. Và có lẽ, người hữu tình sẽ tìm được nhau. Hai người họ vô tình gặp lại nhau tại thành phố cả hai cùng làm việc khi cả hai đều đã trưởng thành. Năm tháng chưa từng ăn mòn tình yêu của họ mà chỉ khiến cho tình yêu đó càng thêm đậm đà, càng trưởng thành lại càng bền vững. Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp, đi thẳng vào lòng anh, không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Cô ấy là tia nắng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, nhưng tia nắng này không chỉ chiếu cho một mình anh. Trong khi anh cô đơn ở thế giới này, còn cô ấy ở một thế giới khác. Một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về, hoặc anh không đợi được, sẽ đi tìm cô ấy. Không lâu sau cô ấy trở về và nói với anh, cô ấy đã kết hôn. Nếu có một người làm cho Mặc Xanh không còn cô đơn nữa, đáng lý ra anh phải vui mừng mới phải. Nhưng Dĩ Thâm đau buồn nhận ra rằng, anh rất để tâm đến sự mất mát trong thế giới tâm hồn. Sau này em sẽ hiểu, nếu cô ấy từng xuất hiện trên thế gian thì những người khác chỉ là tạm bợ, mà anh thì không muốn tạm bợ. Dĩ Thâm, em rất nhớ anh. Em từng đứng ở một nơi xa lạ, nhìn dòng người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay cả một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh. Cô ấy không hề ưu tú, lúc học đại học thành tích cũng chỉ tạm tạm, cả ngày chỉ biết chơi, lúc nào cũng quên trước quên sau, khiến người khác phải đau đầu. Nhưng cô gái đẹp hơn cô ấy cũng không ít, cô ấy rất ồn ào. Khi đó, mắt nhìn người của tôi không tốt, thích thì thích thôi, không còn cách nào khác. Trời đẹp thế này, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp để bên nhau trọn đời. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.